mỗi ngày. Lương kho cà tím, món nhớ món thương. Mình chào quý khán giả đã quay trở lại với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Đầu tiên chúng ta làm gì nào? Dĩ nhiên chúng ta sẽ làm lươn rồi. Chúng ta sẽ làm sạch lươn bằng giấm gạo và loại bỏ chỉ máu ở phần xương sống để bỏ mùi tanh. Cái phần lươn này thì Long đã cắt khúc khoảng tầm 5cm. Chúng ta sẽ cắt mỗi bên hai đường thôi. Chúng ta sẽ khứa những cái đường song song trên lươn để cái phần gia vị dễ thấm vào lươn hơn. Chúng ta sẽ nêm vào đây là hạt nêm Aji ngon gà, bột gia vị đa năng Ajinomoto úp, đường, nước nghệ tươi. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên các gia vị cho thấm. Ngày hôm nay thì Minh Phương thấy là Hoàng Long có sử dụng bột gia vị đa năng Ajinomoto úp. Nhưng mà nếu trong trường hợp gia đình không có cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ sử dụng gia vị nào để thay thế? Thì mình có thể sử dụng bột ngọt Ajinomoto cũng được. Ừ. Bây giờ là xong cái phần lươn của Long nè, bây giờ tới phần cà của Phương. Rồi, bây giờ thì phần cà tím mình sẽ cắt khúc cũng khoảng 5cm cơ, đúng không? Đúng rồi, mình sẽ bổ làm 4 rồi thế này. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị phần kho lươn. Nổi lửa lên. Đây là cái chảo không dính đúng không? Thì cái phần da của lươn nó sẽ không bị dính. Khi mà chảo nóng thì Long sẽ cho vào đây là khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Hành tím và tỏi băm nè. Mình sẽ đảo sơ. Kế đến mình cho phần xả ớt vào. Khi mà phần hỗn hợp gồm là tỏi ớt cũng như là xả nó thơm rồi á thì mình sẽ cho lươn vào mình xào. Phần thịt nó săn đúng không? Thịt nó săn lại. Nhưng mà lúc này mình tránh, mình sẽ quậy trong đây để mất công cái phần da để nó tróc ra. Kế đến á mình sẽ cho phần nước me này vào. Thêm nước cốt me vào món lươn giúp chúng ta có một món ăn hấp dẫn và thơm ngon hơn. Bây giờ thì Long phải cho cái phần nghệ cắt lát này vào. Kế đến á thì Long phải cho tiếp vào đây là một chén nước nóng. Bây giờ rất là thơm rồi đó. Đây là lúc mình cho cái phần cà này vào nè Minh Phương ơi. Khi nào mà phần lươn này chúng ta thấy vừa dính tới, vừa săn đó là được. Thơm chưa, thơm chưa? Chín luôn rồi đó. Ủa chín luôn rồi hả? Chín luôn rồi đó. Bây giờ mình cho một tí xíu nước mắm vào. Tại vì nước mắm qua diệt lâu sẽ bị chua. Nên mình sẽ cho vào sau khi mình đã chế biến món ăn xong. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây nè, tí tô. Vừa có nghệ nè, vừa có nước cốt me, vừa có thêm một cái hương thơm nữa. Đó chính là lá tí tô. Khi mình dọn ra món thì mình sẽ cho vào một lần nữa. Và như vậy được chưa ta? Được rồi đó, bây giờ mình dọn ra thôi. Trời ơi, nhìn cái miếng lươn này nó căng mọng mà nó thơm, nó bung thịt ra. Và mình thêm một ít tí tô lên nè. Rồi. Và không quên những cái khoanh ớt để tăng cái hương vị đúng không? Và món ăn này sẽ rất là thích hợp nếu như chúng ta dùng kèm với cơm trắng hoặc là bún. Và rất là cảm ơn Hoàng Long về món ăn ngày hôm nay. Để tạo nên một bữa ăn hoàn chỉnh, các bạn nên ăn kèm với món canh gà, cuộn, cải thảo. Miếng lươn vàng ươm, thịt săn, cà tím chín mềm đậm đà, một chút cay cay của ớt, chút chua chua của me, có cả mùi thơm của sả và lá tía tô tươi. Đúng là cả một trời hương vị.